À vâng, xin chào mừng quý chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topka. Thì hôm nay em lại có một chiếc xe cực kỳ là hot dành cho quý anh chị để mình phục vụ cho kỳ nghỉ sắp tới là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cho công việc của mình trong những ngày sau đó. Trước mắt quý anh chị là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo. Đấy, sử dụng động cơ máy xăng quý anh chị nhé. Sản xuất 2020, biển Hà Nội, biển rất là đẹp quý anh chị ạ. Biển kép nhất phát. Đó. Xe được cái sở hữu cái màu nội thất là màu ngoại thất là màu đỏ. Đấy. Về tổng thể của chiếc xe form dáng 2020 này thì được đánh giá là rất là ưa chuộng. Quý anh chị ưa chuộng đấy. Cái cụm đèn LED này full LED rất là đẹp. Đấy. Quý anh chị có thể nhìn cái thiết kế của chiếc xe. Về khối động cơ của chiếc xe này là 1.6 turbo, đi kèm với đó là cái hộp số tự động 7 cấp. Đấy. Và cái sự khác biệt giữa bản turbo và bản xăng đặc biệt đó chính là cái vành. Đấy. Vành là vành 19 inch. Vành xoắn rất là thể thao. Đấy. Chiếc xe này của em là xe biển Hà Nội, chạy có hơn 2 vạn km thôi. Đấy, lốp láp rất là dày. Đấy, màu đỏ quý anh chị nhá. Nội thất kem. Đây, quý anh chị có thể nhìn quan sát phía sau chiếc xe đây. Một thiết kế giải đèn full LED. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ạ. Đấy. Một chiếc xe đây nhìn quý anh chị nhìn. Đầu tiên nó chính là cái biển của chiếc xe. Đấy. Cái bộ biển chiếc xe rất là đáng giá. Đấy. Xe rất là đẹp quý anh chị nhá. Đấy. Riêng chiếc này của em thì em bao chuẩn, cam kết và chất lượng cho quý anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Máy móc hộp số nguyên bản. Đấy, bao chiếc test quý anh chị nhá. Đấy, quý anh chị thể quan sát đây là cái phần đuôi chiếc xe. Đấy. Ốc át rất là đẹp. Đấy, lốp sơ cua chiếc xe cũng rất là mới. Đấy. Và chiếc xe này với tầm tiền em đang bán với mức giá theo thời điểm thị trường hiện tại là ngoài 900 một chút thôi. Bởi vì hiện tại với một chiếc Hyundai Tucson Turbo ấy thì là sau khi quý anh chị cộng lạc thì giá xe không đâu đó là khoảng tầm 1 tỷ 130 triệu. Chưa bao gồm thuế phí ra biển cho quý anh chị nhá. Thế nên là chiếc xe này của em theo thời giá thị trường hiện tại cũng tương đối là hợp lý quý anh chị ạ. Đấy. Sau đây em sẽ mời quý anh chị cùng quan sát vào cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy. Đây quý anh chị có quan sát phần keo chỉ chiếc xe. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ạ. Đấy. Xe sở hữu cái màu nội thất kem quý anh chị nhá. Đấy. Về option của chiếc xe này ấy, thì là giống nguyên bản 100% so với một chiếc xăng đặc biệt 2.0. Nhưng cái điểm khác biệt giữa bản xăng đặc biệt 2.0 và 1.6 turbo đó chính là cái động cơ cũng như là cái hộp số. Đấy. Cùng một cái xác xe cũng như option nhưng chiếc turbo này sẽ đem lại cái cảm giác gọi là phấn khích cũng như là sự thể thao sport chiếc xe. Đây, quý anh chị quan sát này, những chi tiết chiếc xe rất là mới quý anh chị ạ. Và anh chủ xe cũng rất là cẩn thận lên những cái phần ốp tay nắm cửa đấy, cũng như là phần ốp ở phần cần số trung tâm. Đấy, thảm sàn thảm xiếc rất là đầy đủ rồi. Đấy, xe này sẵn quý anh chị là về mình đổ xăng, thay dầu là mình chạy thôi. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ạ. Một thiết kế, một không gian sử dụng rất là rộng rãi. Trong cùng phân khúc này thì quý anh chị có thể tìm kiếm cho mình một chiếc Mazda CX-5, một chiếc Toyota Cross. Đấy. Nhưng với cái dòng xe Hàn này thì vẫn là chiếm cái thị phần lớn nhất trên cái phân khúc xe crossover. Đấy. Tầm tài chính rất là hợp lý cũng như là mẫu mã rất là đẹp. Đấy. Sau đây em sẽ mời quý anh chị cùng quan sát về cái khoang động cơ của chiếc xe. Và cái thiết kế của khoang động cơ với bản turbo này thì cũng sẽ có sự khác biệt. Rồi, quý anh chị ở quan sát cho em. Ốc át keo chỉ của chiếc xe thì nguyên bản 100% quý anh chị nhé. Đấy, chiếc xe này của em thì bao check test mọi nơi cho quý anh chị. Đấy, và cũng có giấy tờ văn bản cam kết chất lượng của cửa hàng dành riêng cho quý anh chị. Đấy, đây là hệ thống phần động cơ của chiếc xe. Đấy, nguyên bản 100% quý anh chị ạ. Đấy. Ốc át keo chỉ rất là đẹp. Đấy. Không lỗi lầm. Rất là đẹp. Chiếc xe Tucson Turbo sản xuất 2020. Đó. Quý anh chị ở quan sát mép chỉ mép trước rất là đẹp. Đó. Và em xin giới thiệu lại với quý anh chị. Trước mắt quý anh chị là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo sản xuất 2020 biển Hà Nội. Và chiếc xe lăn bánh được hơn 2 vạn km. Đấy. Và chiếc xe này của em thì em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 900 triệu một chút thôi. Đấy, và quý anh chị mà quan tâm nhu cầu phục vụ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại 89 Nguyễn Chánh để xem xe chạy thử cũng như có một cái giá ưu đãi cực kỳ là tốt trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Và xe bên em cam kết cho quý anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc một số nguyên bản.
pháp lý sang tên toàn quốc. Đấy, và quý anh chị mà có quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại 89 Nguyễn Trãi. Và xe này của em là có hỗ trợ bao nhiêu quý anh chị nào có nhu cầu nhé. Cảm ơn quý anh chị quan tâm và theo dõi.